Dạ vâng ạ, chú bác nghĩ thế nào về sự cần thiết của cái diện tích làm đường vỉa hè để mà chúng ta đi bộ nó an toàn hơn ạ? Thế thì mình cứ làm gọn gàng thì người ta sẽ gọn tất cả cho thành phố thôi bác đâu. Vâng ạ, bác có thấy là họ xử lý khi mà mình vứt rác ra ngoài đường như thế là đúng bác ơi? Thế là đúng rồi, bởi vì mình làm sai mình phải chịu. Các anh ấy vẫn nhắc nhở liên tục ấy chứ, nhưng mà mình cứ gọn rồi thôi. Việc mà giải quyết trật tự đô thị là việc của ủy ban nhân dân phường tham gia cảnh sát khu vực là lực lượng tham gia tổ khu 2 khu dân cư quản khu dân cư để giải quyết các vi phạm mà về hàng ngày công an phường chống một năm thì xử phạt không dưới 200 trường hợp, rất nhiều trường hợp là vứt rác thải lấn chiếm hè phố kinh doanh và em hay tiếp tục là trường hợp như này nữa là nếu mà trong ngày nó biên bản trong ngày thì chỉ được bác. Tôi thấy là quan trọng là bao giờ thì sống trong dân, lực lượng công an phường, lực lượng gần dân, công tác tuyên truyền là quan trọng, tuyên truyền việc chấp hành và nhắc nhở đôn đốc là việc thường xuyên, nhưng mà cái việc xử phạt là đôi khi cũng là cần thiết, bởi vì đôi khi là bà con thì trong cuộc sống thì mình sống gần nhau du di cũng nhiều, nên là nhân cái đợt ra quân như thế này thì mình là nhắc nhở nghiêm túc bà con, có thể là những trường hợp nào mà đáng nhắc thì mình vẫn nhắc nhở. Những trường hợp nào vi phạm nó đáng là xử lý vi phạm thì chúng ta phải xử lý thôi. Tôi nhất trí của quân đoàn Kiếm là nghị quyết là từ năm 2014 cơ, 15, 16, 17 là tiếp tục duy trì về trật tự văn minh đô thị, trật tự vệ sinh và an toàn giao thông. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy đến khi nào mà cái bộ mặt của phố phường nó đảm bảo thành công. Quay, tí nữa chặt để tôi đây dựng.